Con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý phê và quý anh chị. Hôm nay, ngày 14 tháng 4 năm 2024 là Chủ nhật thứ ba Phục sinh, Troisième Dimanche de Pâques. Con xin chia sẻ một vài từ ngữ và một vài điểm ngữ pháp ở trong bài đọc thứ nhất, Livre des Actes des Apôtres, sách Công vụ Tông đồ, chương 3, câu 13 tới câu 15, câu 17 tới câu 19. En ces jours-là, devant le peuple, Pierre prit la parole. Những ngày ấy, ông Phêrô lên tiếng nói trước dân chúng: Homme d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, alors que vous, vous l'aviez livré, vous l'aviez renié en présence de Pilate, qui était décidé de le relâcher. Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Jacob, Thiên Chúa của cha ông chúng ta đã tôn vinh tôi trung của người là Đức Giêsu, đấng mà chính anh em đã nộp và chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù quan ấy xét là phải tha. Quan ấy đã quyết định phải tha người, nhưng anh em đã nộp người, anh em đã chối bỏ người. Như vậy, trong này chúng ta thấy là các động từ giao nộp, các động từ chối, các động từ quyết định đều là ở thì plus que parfait, tức là tiền quá khứ, nói lên một cái chuyện gì nó đã xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ. Thiên Chúa đã tôn vinh người, nhưng mà trước đó anh em đã giao nộp người. Trong tiếng Việt Nam chúng ta chỉ dùng động từ có, anh em đã nộp, đã chối bỏ người, anh em đã nộp, đã chối bỏ người. Như ở trong bản văn chúng ta thấy dùng plus que parfait, bởi vì hành động này xảy ra trước hành động trên. Thiên Chúa đã tôn vinh tôi tớ người là Đức Giêsu, người mà anh em trước đó đã giao nộp, trước đó anh em đã chối, mặc dù Phi-la-tô trước đó đã quyết định tha cho người. Như vậy chúng ta đây thấy đây là plus que parfait. Và con xin chia sẻ về động từ renier. Động từ renier chúng ta vừa mới nghe là đã chối bỏ trước mặt quan Phi-la-tô, dù rằng quan đã quyết định tha cho người. Động từ chối bỏ là renier. Chúng ta có động từ thứ hai là nie, nie cũng là chối bỏ, renier cũng là chối bỏ, thì đâu là sự khác biệt giữa hai động từ này? Thì sự khác biệt đó là động từ nie thì là chối bỏ, tức là không nhận những cái sự việc. Ví dụ cái thằng bé này nó lúc nào nó cũng chối bỏ là nó không có phạm những cái hành động này. Inni avocomi sejocta, cái người này chối bỏ. Ví dụ nó làm một cái chuyện gì không hay, rồi ba mẹ nó nói là nó làm nhưng mà nó chối là nó không có làm. Như vậy không nhận những cái sự việc, không nhìn nhận những cái sự việc, đó là nie. Trong khi renier là không nhìn nhận một con người mà mình biết, mình đã biết nhưng mà bây giờ mình chối là mình không biết. Chẳng hạn như Pierre renie Jésus 3 fois, Phêrô đã chối Đức Giêsu 3 lần, chối một cái người mà mình biết và bây giờ mình nói là mình không biết. Do đó chúng ta sẽ thấy là trong Phúc âm của Thánh Marco chương 14 câu 66 thì có cái đề tựa là Le reniement de Pierre, sự chối thầy của ông Phêrô. Chối đây là chối một người thì chúng ta dùng động từ renier, còn nếu mà chối một cái sự việc gì đó thì chúng ta dùng động từ nier. Vous avez renié le saint et le juste et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'en meurtrier. Anh em đã chối bỏ đấng thánh và đấng công chính mà lại xin ân xá cho một tên sát nhân, mất khi là kẻ giết người. Anh em đã chối bỏ. Như vậy chúng ta thấy ở đây vẫn dùng động từ renier và vẫn dùng ở thì plus que parfait. Vous avez tué le prince de la vie, lui que Dieu a ressuscité d'entre les morts, nous en sommes témoins. Và đây con xin chia sẻ động từ ressuscité. Động từ ressuscité có thể là VT, có thể là VI. VT tức là nó tác động tới một cái đối tượng bên ngoài. Ressuscité VT là làm cho sống lại. Ở trong bài này là Đức kia Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu sống lại, làm cho sống lại. Anh em đã giết đấng khơi nguồn sự sống, nhưng Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy từ cõi chết. Thiên Chúa đã làm cho người trỗi dậy. Dieu a ressuscité d'entre les morts. Nhưng mà trong Kinh Tin Kính của các tông đồ thì chúng ta thấy dùng động từ ressuscité theo nghĩa là nội động từ, tức là sống lại, người đã sống lại từ cõi chết. Ngày thứ ba, người đã sống lại từ cõi chết.
Như vậy là người tự sống lại. Ở bên trên chúng ta thấy trong bài này là làm cho sống lại. Như vậy động từ resuscite có thể là ngoại động từ làm cho sống lại. Như ở trong bản văn này, Công vụ các tông đồ, và trong Kinh Tin Kính thì là với y là nội động từ ngày thứ ba, bởi trong kẻ chết mà sống lại, le troisième jour in la ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Ở đây chúng ta thấy có đại từ nhân xưng en là do bởi être témoin de, làm chứng cho cái gì, être témoin de hoặc là témoigner de quelque chose, thì đi với giới từ de và chúng ta phải thay danh từ đi sau bằng đại từ en. D'ailleurs, frère, je sais bien que vous avez agi dans l'ignorance, vous et vos chefs. Nhưng anh em, thưa anh em, giờ đây tôi biết anh em đã hành động vì không hiểu biết, cũng như các thủ lãnh của anh em. Anh em đã hành động, động từ agir là hành động, do đó chúng ta có danh từ là acte. Acte des apôtres là các cái hành động của các tông đồ mà chúng ta quen gọi là công vụ các tông đồ. Thực sự là sách của các hành động của các tông đồ, được danh từ của động từ agir. Mais Dieu a ainsi accompli ce qu'il avait d'avance annoncé par la bouche de tous les prophètes que le Christ son Messie souffrirait. Nhưng Thiên Chúa đã dùng miệng tất cả các ngôn sứ mà báo trước, đó là Đấng Kitô của người sẽ phải chịu khổ hình. Ở đây chúng ta thấy động từ souffrir chia ở conditionnel, là đó là chúng ta dùng conditionnel để nói lên thì tương lai trong quá khứ. Le futur du passé, tương lai trong quá khứ, thì người ta dùng thì hiện tại của mode conditionnel, là Thiên Chúa nói là người sẽ bị đau khổ, sẽ này là trong quá khứ. Và con xin ghi ra đây câu một câu tiêu biểu để chúng ta có thể hiểu được tương lai trong quá khứ, trích từ phúc âm của Thánh Luca chương 24 câu 21. Câu 21 ở trong chương 24 nói như sau: Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais. Trước đây chúng tôi đã tin rằng, hy vọng rằng chính người sẽ cứu chuộc Israel. Chính người sẽ cứu chuộc Israel. Hơn nữa, những việc xảy ra đến nay là ngày thứ ba rồi. Chúng ta thấy là động từ này là ở conditionnel present, và trong khi toàn bộ trình thuật này là ở trong quá khứ. Chúng tôi đã hy vọng rằng chính người sẽ giải phóng Israel. Nhưng mà chúng ta thấy chữ sẽ này là sẽ ở trong quá khứ. Sẽ này ở trong quá khứ, do đó chúng ta dùng conditionnel present để diễn tả le futur du passé. Con xin kính chào quý cha, quý sơ, quý phê và quý anh chị.